Nhưng mà tao không thích, được không? Rồi ok, giờ rửa con vịt nữa. Làm giờ mình cũng ăn. Giờ đây không ăn được. Vứt cho chó. Làm chín thì nó thả nó cho đổ. Anh em quay lại với channel của mình. Đó. Mình là Hưng Bọ Cạp đấy. Quá, mà thầy đéo, nó lại mổ từ đằng sau. Mà đéo phải mổ dưới bụng lên. Sao lại mày làm hay rồi đi. Hồi giờ mày không biết là vịt phải mổ đằng sau lưng à? Tiếp tục mà bắt mổ chứ. Vui lắm, để tao dạy cơ. Cái nó ra lấy chuối à? Tao nên lấy cái tiêu đề gì của cái video này đấy? À. Mày tí nữa mày làm vợ để đây là 12 giờ đêm, bắt đầu mới làm. Mày điên à, nãy giờ mày thu như này mày nói vào mày giả vờ cái mẹo gì nữa. Tắt được, tao chưa học được cái trình tắt âm thanh. Này chắc phải lấy tên là vào bảng đêm khuya ăn thịt vịt thật. Chắc là như thế. Ta quyết định như thế. Bán người giao. Nhưng mà ở đây còn có người tài nữa mà. Đây là bán người giao. Đây là bán người giao. Thấy không? Chưa nghe. Thấy không giao. Đúng. Đá xéo nhau ấy, đừng có tay cầm dao thái mông kinh mày cố nặng quá. Ôi đấy, vẫn là đấy, đúng không? Không phải bếp ga. Được đăng ký á. Nhưng mà tao không thích, được không? Băng viên nó chỉ cầm cái điện thoại đi rồi bữa nay. Rồi ok, giờ rửa con vịt nữa, giờ đem lên. Nhưng mà tao muốn biết là mày hái cái chuối này mày tính làm cái món gì? Có cá. Có cá. Thế là ăn. Cá có chuối chưa? Có chuối tao ăn nhiều rồi. Nhớ không? Quan trọng là tay nghề mày kho thế nào. Nước à? Ơi. Chứ bây giờ có một cái bếp này. Xem ở dưới gầm giường gầm bàn á.
Xem cái giường dưới giường mẹ ấy. Các tỷ muội thông cảm nha, đây là mình quay thực tế cho nên là có nhiều câu văng tục nên mà ai mà không cảm thấy không coi được thì ra ngoài nha, đừng có comment chửi bới gì nha. Ghê vậy. Đây là cá chiên này. Cháy rồi. Cháy rồi. Bơ lửa mà cá bơ lửa. Đéo cần khô nào. Mình chèn đai chứ. Không khô nó đâu quá ngon đâu. Cái loại chảo này của mình nó nóng nó nóng từ từ đúng không? Nghe trang bị này trang nhà. Đây là món cá kho chuối của người Dao nha các bạn. Kinh Dao thì cũng dùng hết. Cho nồi luộc. À, cái này là vịt luộc để tí đánh cái canh ấy hả? Thằng này nó vừa trông cái nồi, nó vừa chơi game. Đi gần mua bán. Hello, đây là đoạn phim 18 cộng nè. Yên tâm đi, tao không lấy mặt mày vô đâu mà sợ. Tao lấy từ cái đoạn hấp dẫn nhất của mày là ở ngay khúc ngực nha. Mày biết rồi đấy. Mày khoe cơ nhìn coi. Tao chỉ có 12 phút. Đây là đoạn phim 18 cộng. Anh cầm máy quay tao múc mày. Giờ tao mà múc phát là tao phải tắt điện đi, hiểu chưa? Biết rồi.
có cái miếng sắt à? Có mà, ở trong bếp ấy. Mày có đèn pin không? Có. Sao không nóng mày nồi nước sôi mà không nóng mày kia? Mất dạy kia, bữa nay mày lừa cả kinh là nóng chết mẹ nên mày dám kêu không nóng à? Thế nào? Này mày nhìn tao đi. Mày nhìn tao đi. Cái này là cái bên ngoài này thì nó không nóng, đúng rồi, nhưng cái nắp nồi nóng mà. Cái này bữa nay nó lừa kinh mày. Lau thơm. Được thơm bữa nay được truyền nghề rồi. Đánh thế này không biết, tí tao dám ăn không biết. Không ăn thì mẹ bố lại lời ra vài miếng. Mẹ nó phồn đấy, bị sạch đấy. Mình bị dao đấy. Dao từ trong mà. Dao từ trong. Mình dao từ trong mà. Không tin. Bọn mày điên làm gì? Mày nói mấy câu tiếng dao phát cho mày chán rồi nè. Mày nói tôi đúng không? Bắn vài câu tiếng sao chuẩn đấy. Không phải tiếng sao à? Mày này tụng tính hoa chốc nữa, tao phải đề bên ngoài chú thích là cảnh báo 18 cộng mới được. Mày này tụng tính hoa. Rồi, cái nước xuống. Bây giờ là mình thả cái máu vịt xuống đúng không? Cái nước rồi mới được thả cái máu. Nhớ là máu. Mày hỏi tao vậy thì tao biết trả lời ra sao. Bỏ mỡ xuống là nó không nên ăn đâu, ăn xuống là chết người á. Ít thôi được. Đó, ok. Đánh máu. Biết. Chiều nay mới bắt ở mấy cái miếng băng. Cái loại. Mày mất vệ sinh quá. Trời thấy ý đẹp. Ôi
dụng được hết, phát huy thành công. Lát mà không đông thì cho vào tủ lạnh, nó đông như mẹo gì. Nào, nặng nặng nghe xuống là mầm ấy nhỉ. Đặt xuống. Ủa thưa vợ. Ok, video của mình đến đây kết thúc nha. Bây giờ mình bắt đầu vào chiến này. Này nghe cháu nè, nghe cái nè. Cơ.